mình á học rất cao, nhưng mà cao tới mức Việt Nam xài không được, xài luôn phải để nước ngoài xài chứ mình xài không được. Thì đây là một bài toán hết sức quan trọng mà tôi nghĩ rằng lãnh đạo nước mình nên nghiền ngẫm, nghiền ngẫm trên nền tảng nước Việt Nam, chứ không phải nghiền ngẫm trên nền tảng của nước Singapore hay là nền tảng của nước Nhật. Vì chúng ta có cái khái niệm là gì? Bằng cấp càng cao càng vinh dự. Mình ảo mộng vào cái bằng cấp lắm, cho nên người ta mới chê mình đó. Bằng cấp các anh thì nhiều nhưng mà chất lượng của anh thì kém. Nước Đức là nước đặt người công nhân lên cao nhất, và công nghiệp của Đức là công nghiệp trên thế giới này không ai chê trách, chất lượng vô cùng cao. Lương của một người công nhân lành nghề không thua bất cứ cái người tốt nghiệp đại học nào, kỹ sư nào hết. Chính cái xã hội của người ta đã nhìn cái người có khả năng, cái người có kiến thức là trên cơ sở thực tiễn người đó làm được cái gì, chứ không phải nhìn trên cấp bằng họ ở mức độ nào. Hai cái này rất khác nhau. Vậy thì theo ông, doanh nghiệp làm thế nào để nâng cao được cái năng lực cạnh tranh của mình? Doanh nghiệp rất cần con người, nghĩa là từ lao động là giản đơn đến lao động có kỹ thuật đến những cái chuyên môn sâu. Thì nếu lực lượng này đầy đủ cho một doanh nghiệp, điều đó đảm bảo doanh nghiệp này phát triển bền vững, chứ không phải có tiền nhiều thì bền vững. Hai cái này khác nhau. Tiền là nằm trong xã hội, có con người sẽ biết dùng cái tiền đó để phát triển. Cho nên yếu tố phát triển bền vững vẫn là con người, đó là cái gì? Thế thì để phát triển cho doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay thì chỉ đi săn lùng những người phù hợp mình thì coi như sự giành giật nhau một củ quý thôi, thì cái đó cũng đưa đến không hiệu quả. Vì nếu giành nhau thì giá thành ra cao, mà giá thành ra cao thì đụng lấy cái chuyện hiệu quả kinh tế là cái thứ nhất. Cho nên doanh nghiệp vẫn phải có trách nhiệm xã hội, và đó cũng là trách nhiệm của mình, tham gia vào vai trò giáo dục. Đó là cái gì? Tham gia vào vai trò giáo dục đầu tiên là đặt ra yêu cầu con người của tôi ở trình độ này như thế này. Đương nhiên đề ra cái này là một cái thông tin mang tính thống kê để cho ngành lao động, là bộ lao động hay là như thế nào á, tổng hợp rằng xã hội tôi cần những người như thế này, và tiếp theo đó tôi cần những người thế này, ít ra cũng người ta đánh giá trong vòng 10 năm là bao giờ tôi cần này, rồi 5 năm tới nữa tôi cần này, 10 năm. Thế thì ngành giáo dục sẽ nhìn ra từ đó. Cho nên chúng ta thiết kế ra cái trình độ giáo dục, cái mọi loại giáo dục nó phù hợp với yêu cầu này. Đây là cái đầu tiên đòi hỏi doanh nghiệp phải tham gia vào công tác giáo dục bằng hình thức này. Chứ giáo dục, bộ giáo dục không đủ sức để có những thông tin này, phải là cái ngành này ra. Cái thứ hai tôi muốn nói một cách đó là cũng cảm tính hơn, vì tôi không có nghiên cứu sâu. Chúng tôi rất ngạc nhiên là đất nước mình là trường dạy nghề quá ít, ít tới mức độ á, nếu nói cho nước ngoài á, nghe người ta rất ngạc nhiên. Tôi làm khu chế xuất, tôi nghiên cứu rất kỹ Đài Loan. Đài Loan có một thời kỳ đầu tiên đi vào công nghiệp hóa đó, trường dạy nghề gấp đôi trường phổ thông, trường dạy nghề gấp đôi trường phổ thông, rồi dần dần tiến tới trường dạy nghề với trường phổ thông bằng nhau. Và bây giờ trường dạy nghề ấy, của Đài Loan nó nâng lên thành trường chuyên giống như trường công nghiệp, nghĩa là sau khi học hết cấp 3 là nó học thêm 2 năm là nó lấy bằng cán sự, chưa phải là kỹ sư. Mà cái lực lượng này nè là lực lượng nồng cốt cho sự phát triển kinh tế. Thế thì từ cấp 1 học lên cấp 2 thì phân ban liền, trường là gọi là mang tính công nhân và trường phổ thông, chia hai hướng. Là trường mang tính công nhân này á, thì họ có nghề và họ cũng tốt nghiệp lớp 12 như nhau, nhưng mà lớp nghề tốt 12 này họ học 2 năm thì họ ra là cán sự, nhưng không bao giờ dừng ở cái đó. Nếu sau này họ muốn lên học thêm 2 năm nữa họ ra kỹ sư luôn,
mà học nữa lên thạc sĩ tiến sĩ cũng được. Cho nên ở Đài Loan rất nhiều người chọn con đường đi bên tay trái, không ít đi con đường này. Mà chính cái công nghiệp của Đài Loan mà giặt vào một địa phương không lớn, đó là 36.000 cây số vuông, dân số tới ngày nay có 23 triệu dân thôi, nhưng mà thừa hưởng được một nền công nghiệp hết sức phát triển. Mình học rất cao, nhưng mà cao tới mức Việt Nam xài không được, xài luôn phải để nước ngoài xài chứ mình xài không được. Thì đây là một bài toán hết sức quan trọng mà tôi nghĩ rằng lãnh đạo nước mình nên nghiền ngẫm. Nghiền ngẫm trên nền tảng nước Việt Nam, chứ không phải nghiền ngẫm trên nền tảng của nước Singapore hay là nền tảng của nước Nhật.